Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Shikoto, hôm nay công việc xong sớm thì là mình có một ban trong túi, không biết làm thế nào để nhân lại thì đến một quán pachinko chơi thử. Thì mọi người cùng mình vào quán pachinko chơi xem thế nào. Thank you.
làm video, đang quay video dở. Đấy, đang anh xem video dở thì máy hết pin. Thì lúc đấy đang kiếm được tầm độ khoảng 5 sen rồi, nhưng mà định đi về, nên là ngồi chơi thêm một tí nữa thì lỗ liên tục và được kiếm được tầm hơn 2 mang. Thì bây giờ chúng ta sẽ tổng lại xem được bao tiền và được cả một túi kẹo. Một túi kẹo chưa ngon, túi kẹo sô-cô-la. Đây là số tiền mà kiếm được trong lúc mà chơi sàng, trong vòng một túi sàng. Gốc của tôi bỏ ra là 1 mang, lúc mà đầu đi vào thì bỏ 1 mang, và tôi trong từ tổng gói mang vào đây thì là bao nhiêu. 1 sen, 2 sen, 3 sen, 4 sen, 5 sen, 6 sen, 7 sen, 8 sen, 9 sen, 1 mang. Đây là 1 mang gốc. 1 mang gốc bỏ ra riêng ra. Lúc đó là còn lãi cân này và 200 yên, 200 yên tính ra được 1 mang 5 sen, 1 mang 6 hay được mang 6, và 2 sen là 1 mang 6 sen, 200 yên. Nhưng mà trong cái thẻ VIP của tôi thì còn 400 sàng nữa để lúc tôi đang để. Trong cái thẻ VIP của cái quán ấy, Top One để nhận, đây là thẻ VIP này thì dùng để đăng ký. Những cái chưa đăng ký là mình nạp tiền, cho tiền vào xong mình số tiền sàng lẻ thì mình cho vào đây, làm sao mình chơi. Mình cũng chưa là may vì hôm nay cũng chẳng có đồng nào. Hôm qua thì vay được anh Phú ở bên hàng xóm được man để mua cái điện thoại iPhone 6 SIM free. Ở cái trang mà mua được cũ, hôm sau mình sẽ đăng một cái chương trình hướng dẫn cái phần mềm mà mua đồ cũ rẻ, săn đồ cũ rẻ. Thế hôm nay mình làm một cái video là anh em mà chơi sàn, đi giao chơi sàn thì không có lãi, ăn may thôi. Mỗi hôm có thể là có hôm chơi thì toàn thua, nhưng mà hôm nay thì nói chung là cũng có cái may, trong dưới chẳng còn đồng nào. Đây, tầm tiền này không còn đồng nào, hết sạch, thua hết tiền luôn. Nhưng mà vay để mang chơi thì lúc đầu thì đầu tư vào là 4C thì nó chưa lỗ. Quả này thua thì mua người, may quá thì là đến giây thứ 5 thì bắt đầu nó lỗ, năm lỗ thì nó giả liên tục tiền. Đấy, thì là tính ra nếu mà 400 sàng này là phải được 7C mới cả 1 mang 6 kia. 1 mang 6 là 7C, 1 mang 6 là 2 mang 3, 2 mang 3, 2 mang 3, 200 yên, 2 mang 300 yên là vào 4 triệu Việt Nam mà cũng được. Hôm nay cũng không may, nên bây giờ cái tiền này thì kiếm được thì đi giả nợ. Hôm qua thì vay Phú 1 mang, cũng cả hôm trước vay Minh 1 mang tiền ăn uống, hôm nay mình trả hết, không để lại đồng nào cả, còn để lại 5C, để lại 5C này để ăn tiêu trong 1 tháng, không thể lấy tiền. Cảm ơn các bạn đã xem video đến cuối cùng. Chúc các bạn một buổi tối nhiều. Anh em tôi đang nói xong.